xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Kim Loan Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay mình làm món tôm càng xanh hấp muối xả, không hề mặn, thịt tôm giòn và thơm xả lắm nè. Ở đây mình có 12 con tôm lớn, nguyên liệu gồm có xả nè, lá chanh, gừng, muối. Xả với lá chanh ở nhà mình mới cắt vô, không có mua nha cả nhà. Tôm rất là lớn. Rồi bắt đầu mình đem cắt xả ra, chẻ ra làm hai, rồi cắt ra từng khúc nha cả nhà. Rồi mình đổ muối vô nè. Đổ muối vô cho nó đều cái nồi. Rồi xả mình cắt khúc ra, chẻ làm hai, bỏ vô. Xếp đều qua. Mình để xả một ít ở dưới và một ít ở trên nha cả nhà, và lá chanh cũng vậy. Gừng thì mình đi cắt lát ra, mình cũng để một ít ở dưới rồi một để một ít ở trên nha cả nhà, mình cho nó thơm cái mùi bay lên nè. Rồi mình sắp đều rồi, tạo mình sắp tôm vô nha cả nhà, cái càng to quá. Mình sắp đều cho hết mấy con tôm luôn. Một ít thì mình để ở dưới và một ít thì mình để ở trên cái nhà. Xả, lá chanh nè, muối, gừng. Mình thêm một chút muối vô nữa, ở trên nữa, nó không có mặn nha cả nhà. Thịt tôm giòn và thơm lắm. Rồi mình hấp đây khoảng 15 phút nha cả nhà, tùy theo tôm lớn nhỏ. Tôm nhỏ hơn thì mình hấp 10 phút. Này tôm hơi lớn cho mình hấp 15 phút nha cả nhà. Rồi tôm đã xong rồi cả nhà ơi, thơm mùi xả nè, mùi lá chanh hòa quyện nhau thơm quá cả nhà ơi. Rồi mình gắp ra cái dĩa nha cả nhà. Mình ăn với muối tiêu chanh nè, muối ớt nè. Rất là ngon cả nhà ơi. Rồi xong rồi cả nhà ơi, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Thịt tôm giòn và ngon lắm cả nhà, sạch không luôn. Thôi đến đây mình tạm ngừng video, chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình. Nhớ đăng ký cho mình một like nha.
Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại video sau.